Theo dòng thời sự ngày hôm nay sẽ là tin tức về tình hình COVID-19. Thưa quý vị khán giả, theo ghi nhận hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương có số bệnh nhân COVID-19 tử vong cao nhất cả nước, chiếm hơn 1/2 số bệnh nhân COVID-19 tử vong trong toàn quốc được báo cáo mỗi ngày. Do đó, lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo các quận huyện tiếp tục tìm những người lớn tuổi khó khăn đi lại, chưa được tiêm vaccine, phải xem xét tiêm sớm vaccine COVID-19 hoặc là có những biện pháp bảo vệ với những người này. Đối với những người trẻ, những người tiếp xúc nhiều, phải cẩn thận tránh mang COVID-19 về cho người thân, nhất là những người cao tuổi. Ngoài ra, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có yêu cầu tất cả F0 đang cách ly tại nhà và tại các cơ sở cách ly trên địa bàn phải được cấp phát túi thuốc điều trị COVID-19 trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận. Túi thuốc điều trị COVID-19 tại nhà phải đúng thành phần theo hướng dẫn của Sở, đặc biệt lưu ý tuân thủ chỉ định và cấp phát thuốc Molnupiravir theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Tất cả trạm y tế phường, xã, thị trấn và trạm y tế lưu động phải phân công trực đường dây nóng 24/7 để giải đáp các thắc mắc của người dân về phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là tư vấn khám chữa bệnh tại nhà cho người F0, tiếp nhận danh sách người F0 do các nơi chuyển đến hoặc là người dân tự khai báo sau khi tự xét nghiệm và có kết quả dương tính.